Lộc kính chào khán giả của Đài Truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Lô Dũng. Hôm trước tôi có trình bày phân tích quý vị cái chuyện mà bên ông Biden cũng như Đảng Dân Chủ gặp khó khăn như thế nào. Mặc dù họ đã đem rất là nhiều tiền về cho cử tri, nhưng mà họ không chuyển được cái thông điệp cho cử tri, cũng như là bị trở ngại vì cái ông Mitch McConnell. Hôm nay tôi trình bày quý vị, bây giờ ông Trump cũng gặp khó khăn và Đảng Cộng Hòa cũng gặp khó khăn nữa chứ phải không? Và ngay cả ông Mitch McConnell cũng gặp khó khăn nữa, cho nó đều hòe, đúng không? Khó khăn cái gì? Thì trước khi đi vào cái chuyện đó, tôi mở ngoặc tí xíu là tôi thấy có một số người vô còm bảo là ông Dũng này nói bậy, tiền của thuế của dân đâu phải tiền của Biden cho. Thì mình nói là tiền Biden cho nó dễ hiểu. Ai mà không biết, Tổng thống làm quái có tiền mà cho dân, tiền là của người dân ông thuế hết. Cái đó ai cũng hiểu, giống như trước đây tôi bảo tiền ông Trump cho, hiểu không? Nói nôm na cho dễ hiểu, đừng bắt bẻ kỹ quá. Tiền là tiền của thuế của dân cho, nhưng mà không có ông Tổng thống làm những chuyện đó, hoặc không có những vị dân cử làm những chuyện đó, những cái thông qua những luật, thì làm sao có tiền đến dân, đúng không? Đó, thì cũng phải có công tí xíu, giống như ông Trump cũng làm một số chính sách, thì ông phải có công trong đó, có đúng không? Tất cả tiền ai cũng biết hết, được chưa? Tiền là của người dân đóng thuế, chứ không phải của ông Tổng thống nào hết. Nhưng người ta có cái quyền đó và người ta đẩy cái tiền đó từ dân đóng thuế ra cho những người khác và cho lại cho dân. Nhưng đương nhiên cho lại nó không phải đồng đều, nó tùy theo băng đảng, quen biết thì kia cho nhiều ít đó, đại khái như thế. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Thì hiện nay đó, ông Trump những gì ông đang làm đang gây khó khăn cho Đảng Cộng Hòa. Và có thể nói giống như ông đang quyết định đánh cú chót. Một là tôi thắng, hai là tôi tiêu diệt Đảng Cộng Hòa luôn. Nói chung là ông đang gọi là tiêu hủy Đảng Cộng Hòa. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi sẽ chứng minh cho quý vị và những khó khăn của Đảng Cộng Hòa đang gặp hiện nay khi mà ông Trump chưa tắt thở. Ngày 13 tháng 10 vừa rồi, ông Trump đến tiểu bang Virginia vận động cho ông Glenn Youngkin đang là ứng cử viên thống đốc của tiểu bang Virginia. Trước đó thì ông đi Iowa vận động cho thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Iowa. Đó. Thì cái hôm 13 đó, trong ngày hôm đó, ông nhận được hung tin. Đó là một cái đơn kiện ở tại Fulton County, tiểu bang Georgia. Kiện là ở đây bầu cử gian lận, cuộc bầu cử gian lận năm 2020 đã bị tòa bác. Thì sau đó, quý vị thấy không? Ông nổi, nghĩa là nổi giận lôi đình luôn. Thấy không? Chúng ta biết mà, từ khi ông Trump thua bầu cử năm 2020, không ngày nào cũng không nói là bầu cử gian lận. Đến độ mà bây giờ nhiều người bảo ô Biden ăn cắp bầu cử vân vân vân, nói gì nói. Ông thua. Thua hơn 60 vụ kiện từ liên bang đến tiểu bang. Thua nhiều vụ, trong đó có những vụ vô tận rạp hát mới thua, và có những vụ là thua từ vào vòng gửi xe. Nhưng mà ông vẫn cứ tiếp tục, ông nói là bầu cử gian lận. Tại sao ông nói như thế? Bởi vì ông đã đi đến một cái bước gọi là không thể lùi lại. Ông nói liên tục là ông lỡ leo lên cọp bảo bầu cử gian lận, bầu cử gian lận. Đó là thứ nhất, không thể lùi lại. Điểm thứ hai, ông phải tiếp tục nói như vậy để nuôi sống hàng triệu fan cứng của ông đã bầu trong cuộc bầu cử năm 2020 và bị thua. Thua thì bây giờ họ cứ bám nó bảo là bầu cử gian lận. Giống như ông nói, để họ có một cái lý để họ sống. Chẳng lẽ bây giờ mình bầu mà người mình bầu bị thua, có đúng không? Thì mình có cái tự nhiên mình có cái an ủi là mình bầu bị thua là bởi vì nó ăn gian. Đó. Rồi trước đây, độ khoảng một tháng, bị nhớ không? Cái vụ mà gọi là gì? Kiểm phiếu, tái kiểm phiếu tại Arizona. Nhớ không? Hơn 2 triệu lá phiếu ở Maricopa County. Kiểm xong, ông Biden thắng thêm mấy trăm phiếu nữa. Ông Trump thua te tua. Và ngày 13 tháng 10 vừa rồi thua đau nhất là ở tại Georgia. Bởi vì Georgia là cái nơi mà ông nghĩ là ông thắng. Và ông cứ nghĩ là ông thua. Mà ông bị thua, ông oan lắm. Ông đã từng gọi ông Rap Rassenberger, bộ trưởng hành chính tiểu bang này, kêu anh kiếm cho tôi 12.000 phiếu để tôi thắng ông Biden chỉ một phiếu thôi. Không được. Rồi hồi tháng 7 vừa rồi lại gửi thư yêu cầu ông Rassenberger là tái xác nhận ông thắng nữa. Ông Rassenberger làm lơ luôn. Và bây giờ ông đi ủng hộ
cho một vị dân biểu liên bang ra ứng cử chống lại ông Ralph Schlager này vào năm 2022. Căm thù ông này ghê lắm. Rồi bây giờ bị thua thêm Putin cao tin nữa. Thế bực quá. Ngày thứ tư vừa rồi ông ra tuyên bố coi như là tối hậu thư cho Đảng Cộng Hòa. Xin bác có thật cho coi cái tuyên bố đó của ông lên màn hình để tôi cho quý vị coi. Trong cái tuyên bố này ông nói như nào? Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề gian lận bầu cử tổng thống năm 2020 mà chúng tôi đã có ghi nhận và nghĩa là đầy đủ nghĩa là hồ sơ một cách thông suốt và một cách nghĩa là đầy đủ thì người Đảng Cộng Hòa sẽ không bỏ phiếu năm 2022 và năm 2024. Đó, quý vị thấy chưa? Không bỏ phiếu năm 2022 và năm 2024. Và đây là cái điều quan trọng nhất và duy nhất mà Đảng Cộng Hòa, những người Cộng Hòa làm. Quý vị thấy chưa? Tức là gì? Bây giờ các vị dân cử Đảng Cộng Hòa từ trên xuống dưới tất tần tật trên vũ trụ này mà không nói cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là gian lận thì tôi sẽ xúi cử tri Cộng Hòa không đi bầu năm 2022 và 2024. Cái này tôi phải credit cho ông Trump là ông rất hay, rất đúng. Là mình gian lận đi bầu chứ. Nhưng mà không biết ông có ra ứng cử không ạ? Cái đó là chuyện khác. Nếu mà gian lận mà ra ứng cử, ví dụ 2016 bảo gian lận mà vẫn ứng cử, 2020 bảo gian lận mà vẫn ứng cử, cái đó hơi kỳ. Còn bây giờ cái người đi bầu nó bảo gian lận đừng có bầu. Đó. Cái này mới là cái chết. Đảng Cộng Hòa nghe xong vụ này thôi chết rồi. Căng quá. Đúng không? Đây là lời đe dọa có giá trị nhưng mà là không. Bởi vì cuộc bầu cử ở tại tiểu bang Georgia luôn. Ngày 5 tháng Giêng quý vị nhớ không? Đảng Cộng Hòa mất 2 ghế thượng nghị sĩ liên bang và mất luôn quyền kiểm soát thượng viện. Cũng vì cái lời ông Trump muốn nói. Tôi nhớ ngày 3 tháng Giêng ông xuống Georgia vận động cho hai vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa lúc đó. Ông không nói gì về hai người nghị sĩ này nhiều. Ông chỉ nói về bầu cử gian lận của ông thôi. Ông nói kiểu đó thì ai đi bầu nữa. Và trước đó ông luật sư Lingwood, luật sư fan cứng của ông mà tôi từng cho quý vị coi trên chương trình SET rồi. Ông họp báo cũng bởi soạn sáng bảo chúng ta đã bị lừa ngày 3 tháng 11 rồi. Trung Quốc đứng đằng sau lưng đang cấp phiếu cho ông Biden. Và bà Sidney Powell đã từng nói là ông Hugo Chavez ở Venezuela, mặc dù lúc đó ông đang ở dưới là lòng đất rồi, ông điều khiển cái hãng Dominion lấy phiếu của ông Trump đưa qua ông Biden. Quý nhớ vụ đó không? Thì ông Lindbergh bảo chúng ta đã bị lừa ngày 3 tháng 11 rồi, 2020 rồi, đừng bị lừa vào ngày 5 tháng Giêng 2021 nữa. Cuối cùng cử tri Cộng Hòa người ta ngồi nhà, người ta không hiểu. Ông Mitch McConnell rất đau cái cú đó, đau lắm. Vì mất hai cái, mất một ghế thì ông Mitch McConnell vẫn là thượng trưởng khối đa số, quý vị nhớ không? Lúc đó là Cộng Hòa 52, Dân Chủ 48. Nếu mất một ghế, Dân Chủ có 49, Cộng Hòa vẫn 51, thì giờ này ông Mitch McConnell vẫn là trưởng khối đa số. Chính vì mất hai cái ghế đó mà ông Mitch McConnell rất đau đớn, là chỉ vì ông Trump. Thành ra kỳ này cái đe dọa vào ngày 13 tháng 10 này của ông Trump là nó có nặng ký, chứ không phải giỡn, mà nó nặng ký thật. Quý vị để ý đi, từ sau cuộc bầu cử năm 2020, hầu như tất cả lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đều đứng về phe ông Trump, đều phải đứng dưới trướng ông Trump vì ông còn quá mạnh. Những người đó là ai? Tôi sẽ kể cho quý vị và phân tích cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Dưới màn hình của đài truyền hình SCT, sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái khó khăn của Đảng Cộng Hòa cũng như ông Donald Trump trong những ngày tháng tới, khi mà phải đối diện với thực tế
Và tôi đang nói đến cái chuyện là ngày 13 tháng 10 rồi, ông đưa ra tuyên bố là nếu Đảng Cộng Hòa không giải quyết chuyện gian lận bầu cử, có nghĩa là không tuyên bố là gian lận bầu cử, thì cử tri Cộng Hòa sẽ không đi bầu năm 2022 và năm 2024. Chúng ta biết năm 2022 là Đảng Cộng Hòa đang hy vọng lấy lại Hạ viện và Thượng viện, hoặc ít nhất lấy lại Hạ viện. Và năm 2024 Đảng Cộng Hòa cũng hy vọng là sẽ lấy lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng vì ông Trump tuyên bố này căng quá. Thì tôi có kể quý vị đó, sau cái ngày bầu cử đó, nhất là sau khi mà cái vụ mà ông Trump được tha bổng ở tại Thượng viện vào ngày 13 tháng 2, thì nhiều vị dân cử của Đảng Cộng Hòa đã quay lưng, hôm trước là đã chỉ trích ông như thế nào, quay lưng lại, bây giờ đi theo ông. Ví dụ, ông dân biểu Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa từ bang California là trưởng khối thiểu số ở tại Hạ viện. Ông xuống Mar-a-Lago thăm Trump 2 lần, rồi giờ về cái là đi theo ông Trump ấy. Và quý vị biết trong 9 tháng vừa rồi ông kiếm, ông gây quỹ được gần 50 triệu, kỷ lục luôn đó quý vị. Rồi mới đây ông dân biểu Steve Scalise của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Louisiana là nhân vật số 2 ở đại của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện. Ngày Chủ nhật vừa qua trên chương trình Fox News, khi mà được ký giả Chris Wallace hỏi, ông có công nhận là cuộc bầu cử năm 2020 không bị đánh cắp không? Thì ông này không giả nhời. Ông không giả nhời, ngu sao giả nhời? Vì ông đang đi theo ông Trump, đủ thế ông Trump mạnh thế nào. Và thứ bảy tuần trước, nãy tôi có nhắc quý vị, thượng nghị sĩ Chuck Grassley năm nay trên 80 tuổi rồi, kỳ này ra ứng cử nữa, tái ứng cử từ bang Iowa. Mà trước đó đó, ông đã từng nói rằng ông Trump là một lãnh đạo vô trách nhiệm trong vụ tấn công vào Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng khi ông Trump suy dục. Và cái ngày thứ 6 đó, trước khi mà ông Chuck Grassley xuống tiểu bang Iowa đó, để vận động và để cho ông Trump ủng hộ đó, chính ông Trump đã chỉ trích ông Mitch McConnell kinh hoàng luôn, chỉ trích lần thứ 4. Vậy mà ông Chuck Grassley vẫn xuống tiểu bang Iowa, vẫn đứng chung sân khấu với lại ông Donald Trump để nhận cái sự ủng hộ của ông Donald Trump. Đó. Tại sao chỉ trích Mitch McConnell? Ông Trump cay ông Mitch McConnell. Những cái chuyện gì? Chuyện ngày 15 tháng 12 năm 2020, ông Mitch McConnell đứng trong phiên họp khoáng đại Thượng viện chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris sau khi các tiểu bang và thủ đô Washington DC xác nhận kết quả bầu cử, ông Biden chiến thắng. Rồi sau đó ông Mitch McConnell lại nướng ông Trump ở ngay cái phiên họp khoáng đại vào ngày 13 tháng 12 sau khi bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump. Và mới đây nữa ông Trump chỉ trích Mitch McConnell là gì? Anh đã nhát gan, anh đã lùi bước, anh đã đầu hàng Đảng Dân Chủ khi ông Mitch McConnell cương tới không nâng trần nợ. Sau đó bảo thôi tôi đồng ý nâng trần nợ lên, cho vay thêm 480 tỷ đô la nữa để mà chính phủ không bị đóng cửa, không bị vỡ nợ cho tới ngày 3 tháng 12. Ông Trump mới ký, ông Biden mới ký thứ 6 rồi đó. Quý vị thấy chưa? Ông Trump muốn làm banh nước Mỹ này, ông bảo phải cho nước Mỹ này sập, phải cho nước Mỹ này vỡ nợ thì Đảng Dân Chủ mới banh càng. Ông Mitch McConnell đi đầu hàng, đáng lẽ phải cương tới mới đúng. Đó. Thế thì bây giờ quý vị thấy không? Hầu hết, rồi tôi chưa kể là Marco Rubio này, Ted Cruz này, thống đốc Ron DeSantis ở Florida này, thống đốc Rick Abbott của tiểu bang Texas này, đều dưới trướng ông Trump hết. Tuần vừa rồi á, ông Rick Abbott ký và sắc lệnh á, cấm tất cả thực thể nào hiện hữu tại tiểu bang Texas bắt người ta chích vaccine. Đúng đường lớn của ông Trump luôn, cương tới với ông Trump luôn, về phe ông Trump luôn, thấy không? Tất cả đều là lên xe của ông Trump. Bây giờ còn duy nhất ông Mitch McConnell chưa chịu lên xe. Ông Mitch McConnell đang đứng kê bên xe rồi mà không chịu bước lên. Ron DeSantis lên rồi, Rick Abbott lên rồi, Ted Cruz lên rồi, Marco Rubio lên rồi, Joshua Hawkins lên rồi, Marjorie Taylor là khỏi nói rồi, Green là khỏi nói lên rồi. Rồi nào ông Matt Gaetz ở Florida lên, toàn bộ lên hết cùng với dưỡng ông Trump để tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận. Và hàng triệu triệu cử tri phen cứng Trump bây giờ cũng nói rằng cuộc bầu cử đó là gian lận. Mà ông Mitch McConnell chưa chịu lên.
bây giờ Mitch McConnell đang bị ở cái thế tiến thoái lưỡng nan. Leo lên thì kỳ quá, bởi vì ông Mitch McConnell đã chúc mừng ông Biden ngày 15 tháng 12 năm 2020. Chẳng lẽ bây giờ nói cuộc bầu cử gian lận. Nhưng mà cái đó đồ bỏ. Cái quan trọng nhất, chắc gì bà lên trao vợ ông cho ông làm gì. Bà lên trao là bộ trưởng giao thông dưới thời ông Trump. Quý vị nhớ không? Bà từ chức sau ngày 6 tháng Giêng khi mà ông Trump xúi dục tấn công Quốc hội. Và sau đó ông Trump trong lần thứ hai tấn công ông Mitch McConnell, nhắc cả gia đình bà này và nói bà này là China, Chinese. Nhớ không? Đụng nó nặng nó ghê rồi. Đó, bây giờ Đảng Cộng Hòa bị kẹt đó. Ông Trump bây giờ đang phá hoại Đảng Cộng Hòa. Tiêu diệt luôn. Nếu anh mà không theo tôi là tôi không cho, tôi kêu cử tri không đi bầu. Nó tiêu Đảng Cộng Hòa rồi. Nếu lời ông Trump nói có giá trị. Nếu lời ông Trump nói có giá trị. Quý vị thấy chưa? Ông Mitch McConnell không làm được chuyện đó. Mà đứng ở ngoài thì ông Trump ông cứ chỉ trích. Tại vì sao ông Trump muốn làm chuyện này? Đây mới là cái nguy hiểm này. Nếu tất cả mọi người trong Đảng Cộng Hòa, tất cả cử tri Cộng Hòa, tất cả bên cũng ông Trump cùng đồng lòng với ông Trump tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận, là đã bị đánh cắp. Bảo đảm quý vị, ông Trump ra ứng cử năm 2024, tôi không cần tổ chức bầu cử luôn. Và có thể đã bầu cử xong tuyên bố chiến thắng là không cần đếm phiếu luôn. Bởi vì đó là, sẽ là gian lận nữa. Và chúng tôi lật đổ chính quyền luôn. Lúc đó thưa quý vị, nguy hiểm vô cùng. Cả nước Mỹ này, những fan cứng ông Trump, họ sẽ xuất súng ra đường. Họ sẽ gây bạo loạn. Bởi vì họ đã được ông Trump nuôi nấng trong 4 năm qua. Bởi vì tôi tính từ năm bây giờ tới năm 2024, có đúng không? Là bầu cử Mỹ là gian lận. Không nên tin vào cuộc bầu cử Mỹ nữa, mà phải dùng cuộc cách mạng võ trang để chiếm chính quyền. Và điều này ông Trump cũng đã từng muốn làm vào ngày 6 tháng Giêng. Và bây giờ các cái hồ sơ điều tra cho thấy là ông đã có những âm mưu đó. Có điều không thành thôi. Nhưng kỳ này ông Trump sẽ phải làm cái âm mưu này. Và kỳ này ông làm, ông sẽ làm mạnh. Ông đã ngu dại vào ngày 6 tháng Giêng là không làm mạnh tay. Bây giờ ông Trump đang rất hối hận. Ngày 6 tháng Giêng mà chơi tới luôn là xong văn hàng. Để bây giờ hối hận phải làm lại 4 năm sau. Cái này tôi nói không có đùa nha. Không có đùa. Ai trong Trump nào có ý nghĩ trong đó. Và những người ủng hộ ông Trump họ cũng thấy hối hận nữa. Giá mà ngày hôm đó làm tới luôn. Banh càng luôn. Đốt quốc hội luôn như quốc hội đã từng bị đốt. Như tòa Bạch Ốc đã từng bị đốt. Bảo đảm quý vị, nước Mỹ bây giờ là một chính phủ hoàn toàn khác. Ông Trump lúc này sẽ để râu. Tỉa đàng hoàng đen thui nhuộm lên. Hay là đèm cục ở giữa này. Và tên hô hậu ủng. Đó, nước Mỹ là như vậy. Và đó là kế hoạch của ông Trump. Thành ra bây giờ nếu mà ông Mitch McConnell không làm, hay những người Đảng Cộng Hòa khác không làm, họ bị kẹt. Bởi vì nó có hai nhóm. Một nhóm là phò ông Trump, một nhóm là vẫn đang giữ cái những gì giá trị chân chất nhất của Đảng Cộng Hòa bị kẹt. Thấy chưa? Và nếu ông Trump thành công trong chuyện tất cả mọi người đều lên nói là cuộc bầu cử gian lận, bảo đảm quý vị bầu cử năm 2024 và thậm chí bầu cử năm 2022 luôn, không cần đếm phiếu luôn, gian lận, chúng tôi lên gõ búa làm chủ tịch Hạ viện, chủ tịch Thượng viện luôn, được chưa? Bảo đảm quý vị luôn. Thì đó là cái đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.